Chào mừng các bạn đã trở lại với trận đấu giữa Najin EM5 và Samsung Galaxy. Ván đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng rất dễ dàng dành cho Najin EM5. Họ khởi đầu với chiến công đầu dành cho Gon. Và sau đó anh ta lại có một điểm hạ gục tiếp theo rất dễ dàng trong pha băng trụ quá liều lĩnh đến từ Samsung Galaxy. Nó đến từ Samsung Galaxy khi họ muốn dứt điểm, muốn hạ gục tối đa sức mạnh của Watch để rồi tốc biến của Eve. Dứt điểm nhưng không được thành công làm cho lắm. Sau đó là một điểm hạ gục tiếp tục cho Gon. Anh ta có một lợi thế rất lớn ở đường giữa, nó ép cho đối phương Rao phải có cho mình đó là cái giáp tay Seeker từ sớm. Và thật ra anh ta nhận AP cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Thật ra thì công việc của anh ta trong ba cái điểm hạ gục đầu tiên là rất đơn giản. Điểm hạ gục đầu tiên tức là bốn người cùng, năm người cùng đánh một Hecarim không có tốc biến và như nhường cho anh ta luôn. Rồi cái điểm hạ gục thứ hai là anh ta di chuyển ra, anh ta phóng W quyền cái hạ gục điểm hạ gục thứ hai. Điểm hạ gục thứ ba là bắt được Eve ở trong rừng với sự hỗ trợ của Watch. Lúc đó anh ta cũng đã quá nhiều trang bị rồi. Chỉ có cái tình huống xuất sắc nhất là cái pha đánh hạ gục Fury ở đường dưới đó. Anh ta đợi đúng cái thời điểm canh cái Fury né và con kiên nhẫn đợi để anh ta nhận ra cái kiểu né của Fury và anh ta tung cú quy ở tầm tối đa dứt điểm. Thì đó là cái tình huống gọi là xuất sắc nhất của Gon ở trong trận đó. Nhưng xét về KDA, không ai xứng đáng hơn Gon với 6-0-3 trong trận rồi nhận MVP cả. Thì tiếp tới ván đấu thứ hai. Ván đấu thứ hai bên phía của Samsung. Về đầu tiên về cấm và chọn, tôi nghĩ rằng ở trận đấu trước họ làm cũng tốt chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì cái tai nạn ở khu vực đường trên đó, dạo gần đây chúng ta thấy các tai nạn diễn ra khá là nhiều. Đường trên. Đúng vậy. Cái khu vực đường trên đang là nơi diễn ra rất là nhiều những cái tai nạn thương tâm. Chỉ toàn là băng trụ thôi. Đúng, đa phần là do băng trụ. Đặc biệt là cái trụ bên phía đội 1. Đội 1, đường trên cái trụ nó, đó. Nó có cái bụi đó, nó mất tầm nhìn. Bạn có cảm như con mắt, bạn phát hiện đối phương băng trụ, phản công ngược lại. Và những đợt lính là điều mà bạn băng trụ bạn phải biết. Lính di chuyển ra gần, sát thương từ lính là điều bạn phải tính tới. Khi ba lính đánh xa đó, 23, một phát đánh thường là nhiều hơn sát thương cả một vị tướng hỗ trợ nữa. Ở khoảng chừng cấp 2, cấp 3 thì bốn con lính đánh xa nó đã mạnh hơn tướng. Thì khi đó bạn không cân nhắc đến lực lính, lính của bạn không còn đủ. Chống chiêu sát thương từ trụ cũng là vấn đề rất lớn khi phải tính toán chính xác những phát bắn sát thương từ trụ. Nó được cộng lên theo thời gian nhưng nó dừng ở phát bắn thứ tư nhưng vẫn làm sát thương rất là lớn để bạn phải cân nhắc. Và đường trên nó cũng thật ra tương tự như các trận đấu khác, một sai lầm rất lớn đã phải dẫn đến thất bại. Bây giờ thì nói một chút xíu về việc cấm và chọn tướng, tôi đang cảm thấy rất là thích bởi vì khoảng thời gian gần đây không có sự thay đổi lớn nào về mặt tướng cũng như trang bị đến từ Riot. Nhưng bỗng nhiên chúng ta thấy xuất hiện những vị tướng mới ở đường giữa, Victor nổi lên, chúng ta thấy ngày hôm nay Master Yi và Zed. Rồi ở đường trên, Fizz đường trên với dịch chuyển và trừng phạt, mặc dù tại LCK cái tỷ lệ thắng chưa cao nhưng đã được chọn, đã xuất hiện, thậm chí Fizz đường giữa của Crowd chẳng hạn. Đường giữa thì có quá nhiều sự lựa chọn, bạn có Cassiopeia, Azir, Varus, Lulu, Zed, Cassadin, Victor, có rất nhiều vị tướng để bạn kết hợp lại đội hình. Vấn đề là bạn cảm thấy bạn an toàn với vị tướng nào, bạn cảm thấy thích hợp và chắc tay với tướng nào mà thôi. Samsung khi đối mặt là Najin lại phải cấm Zed khi mà trận đấu trước thả ra. Trận đấu trước đó là tiền đề rất là lớn khi mà nó sẽ khiến cho Samsung liệu có dám chọn Victor hay không. Và nếu không chọn, họ phải cấm hay không? Bây giờ họ cấm đi Zed, Ven và Ragas, đó là ba lực cấm của Samsung. Bên phía bên này thì là Kalista, Alistar và Ryze. Rek'Sai đang được hở ra dành cho Eve. Sivir là một lựa chọn, nó có sự an toàn đồng ý nhưng mà tôi không nghĩ nó là một sự lựa chọn đầu mạnh. Không tính trận đấu trước thì 5 trận gần nhất của Fury đã không thi đấu Sivir, người ta thi đấu có Key Lucian cộng với lại cả Kalista. Nhưng bây giờ chuyển hướng sang cứ có cơ hội là chọn ngay Sivir. Muốn chuyển lối chơi sang lối chơi tấn công, chuyển sang lối chơi đẩy đường nhanh hơn một tí. Bây giờ Sivir đã được lựa chọn. Sivir là khởi đầu cho một đội hình mà mở giao tranh với chiêu cuối. Thì Najin cần một vị tướng có khả năng rút lui và đánh chặn, đánh lùi tốt. Họ đang tính tới chuyện là đầu tiên trước hết đã cứ lấy những lựa chọn mạnh ở các vị trí đã. Rek'Sai bị Samsung chê thì khả năng là Watch sẽ cầm. Anh ta đã có Rek'Sai. Đức chọn trước cho mình Hecarim. Ở đường trên sẽ còn cả Na, Rumble và Maokai để cho QV có thể lựa chọn. Hecarim nhìn cho Đức để xem là QV có thể chọn Na, Maokai cho mình để thi đấu an toàn đối mặt với Hecarim. Sẽ giúp cho đội hình của anh ta khả năng tấn công tốt với CV, giữ chân đối phương lại. Đặc biệt là khi bạn có Maokai kiếm một vị tướng đi rừng khả năng tấn công tốt thì lên đường trên cái bụi cây quỷ gì đó kết hợp với người đi rừng sẽ rất dễ dàng hạ gục thành công cho đối phương. Vẫn chọn Victor đường giữa để
không biết Gon sẽ chọn vị tướng nào. Vừa rồi là sát thủ Z. Hồi nãy kiểu mới thách xong. Để lớp lăng. Đúng rồi. Kiểu để nhá trước nè, lớp lăng nè, tôi chuẩn bị với Victor tao vảnh không. Trận đấu trước thì Nazin đội 1 họ cấm đi lớp lăng, họ không muốn quá mạo hiểm vì đội 1 mà bạn không cấm lớp lăng, đối phương đội 2 chắc chọn ngay lượt chọn đầu tiên sẽ vô cùng an toàn. Bây giờ thì Victor được chọn. Cái khả năng giữa Victor và lớp lăng ta không được xem nhiều kèo đó, vì đa phần là cứ một trận đấu là phải có một đội cấm cái lớp lăng và Victor. Nếu như muốn chọn lớp lăng, đợi đã, đợi đối phương coi có chọn mau cai không, kèo này là giống kèo gài. Đối phương vẫn còn hai lựa chọn, chọn lớp lăng ở vị trí con ngay bây giờ là rất mạo hiểm, phải đợi. Nếu có mau cai nên hạn chế chọn lớp lăng, vì đó là vị trí mà nó khắc chế lớp lăng khá là nhiều. Hãy chọn hết các vị trí khác đã, bạn bên đội 2 mà cứ chừa đường giữa lại cùng chẳng ai nói được gì cả. Nautilus dành cho Kill, OQ sử dụng Lucian lần thứ hai liên tiếp. Bây giờ Samsung sẽ phải chọn đường trên và đi rừng. Rừng thì còn Evelyn, Evelyn, Sejuani, Sejuani, Lucian dành cho Nili ta. Dành cho Eve. Và ở vị trí đường trên, nếu như chọn Maokai thì Gon thực sự tự tin với lớp lăng vẫn có thể chọn được. Còn nếu như đó là một vị trí khác thì chắc chắn lớp lăng sẽ được khóa vào với Gon. Ta sẽ đợi đường trên Samsung chọn vị tướng mà cho QV đã. Còn ta từng đấu lát sai đường trên mà chứng tỏ sự hiệu quả, nhưng phải đợi khoảng thời gian đã gì mất. Thì ý là có rất nhiều sự chọn lạ đến từ QV. Maokai cộng với lại cả Nunu khu vực rừng, nó hơi Nunu là một lựa chọn, nó hơi khó. Mà cái đội hình này thì đánh Nunu đồng ý là sẽ hỗ trợ cho CV. Họ muốn có rừng chống kiểm chịu tốt, chống chịu tốt và thêm là kiểm soát quá. Đó, cái cách mà SKT tận dụng tối đa sức mạnh của Victor cộng với cả xạ thủ có một dàn trắng cực kỳ tuyệt vời. Lượng sát thương đó, người nào di chuyển vào dứt điểm ngay người đó, Victor cộng với CV có khăn gì đó. Thì so máu kết hợp cho CV, chiêu cuối đó không tuyệt đối. Maokai hoặc chiêu cuối giật trước mặt, khả năng lao vào của đối phương rất lớn, nhưng nếu Hecarim lao vào ở chiêu cuối, gần như không có khả năng thoát ra. Bây giờ Gon có rất nhiều sự lựa chọn khu vực đường giữa, nhưng đã nói là Maokai là một sự lựa chọn mà sẽ đe dọa lớp lăng rất nhiều. Bạn bay vào bị dính bụi cây quỷ dị, bạn không ra được, gần như chắc chắn là bạn không ra được nếu đối phương dùng sát thương đúng thời điểm đó. Cho nên anh ta quyết định vượt qua sự cám dỗ mà Samsung đặt ra, vẫn đặt thành công của đội lên trên, đánh Cassiopeia đường giữa cho nó chắc cú. Thì Cassia và Victor kèo kỹ năng ở khu vực đường giữa, đánh thực ra nói là kèo kỹ năng nhưng đánh theo kiểu nhẫn nhịn thì Cassia vẫn mạnh hơn rất nhiều. Ta mạnh hơn giai đoạn giữa và cuối, còn giai đoạn đầu thì những cái cách mà Faker sử dụng Victor nó đúng là hơi khó, tiếng còn người ta học theo. Nhưng nếu ăn lính mà đánh thường liên tục đánh với con lính để dứt điểm lính càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải có được lính cái đã để có thời gian kéo quét e, kéo máu đối phương, để rồi đối mặt với 1-1 thì có chiêu quy, có cái lớp giáp an toàn, có lựa chuyển nữa. Bởi vì nếu như bạn canh lính không tốt, bạn dùng đánh thường không dứt điểm được, bạn buộc phải dùng quy để ăn lính trong những tình huống ăn lính, bởi vì nó năng lượng ít rồi nó có thể dùng dứt điểm nhanh, tất cả tốc độ bay nhanh dứt điểm rất tốt. Nhưng khi đó bạn sẽ mất đi cái công cụ để trao đổi chiêu thức với đối phương, và bạn mất đi sự đe dọa lên đường giữa của đối phương. Thì yêu cầu dành cho vị trí đường giữa Victor sẽ nhiều hơn một chút xíu. Còn trong đó Cassiopeia chỉ đơn giản là farm đến an toàn, đối phương mà hụt e một cái hoặc là đã dùng quy rồi là bước lên dùng quy e của mình, của chính bản thân mình để trao đổi chiêu thức lời. Cuộc đối đầu lần này crowd được làm lại Victor một lần nữa. Trận hồi nãy anh ta đánh cũng khá là ổn, không phải không bị các tai nạn được khác hại mà thôi. Thì cũng đang hy vọng rằng crowd có thể có một trận đấu tốt để chúng ta có một cuộc đấu hấp dẫn hơn giữa Samsung Galaxy và Nazim M5 trong vài giây sắp tới. Và ván đấu thứ hai, một lần nữa Crow có được Victor ở khu vực đường giữa, nhưng lần này sẽ là đối đầu với lại Cassiopeia của Gon bên phía Nazin M5. Một ván thắng nữa là Nazin sẽ có một tuần thi đấu hoàn hảo, tức là hai trận thắng 4-0. Họ thắng Suenu 2-0, tức nó là dễ dàng cho họ. Nếu thắng trận đấu này thì sẽ đúng là tuần thi đấu cực kỳ tuyệt vời cho họ. Họ thắng được hai đội giám dưới, tạo khoảng cách với họ, rút ngắn lại nhóm trên một tí, khi mà có thể tạm gọi là gần bằng với cái Tiranta. Họ lên nửa trên luôn rồi. Họ lên nửa trên 2-3.
Và đặc biệt là một tuần thi đấu đang tính đến thời điểm này đang rất tốt của Watch. Rõ ràng ván đấu đầu tiên chúng ta nói về đầu tiên là sai lầm của Samsung là một, nhưng anh ta là người đóng góp trong tổng số 100% 5 điểm hạ gục đầu tiên của anh phía Najin đều có đóng góp của Watch cả. Anh ta đang có một phong độ cực kỳ tuyệt vời, và dần dần thì người ta bắt đầu bỏ đi câu hỏi tại sao Peanut không được đánh mà là Watch, bởi vì với Watch Najin vẫn giữ được cái phong độ bây giờ vẫn đang ở mức cao. Tạm thời chúng ta hãy nói như vậy, bởi vì họ ngoài cái pha trượt chân với lại Anaki, phần còn lại của giải đấu của họ vẫn đang diễn ra khá là tốt, thì đặt niềm tin vào Watch có lẽ là hoàn toàn có cơ sở. Najin sẽ bước vào ván đấu thứ hai này và không có những con mắt cắm sâu đến từ bên phía đội nào cả trong trận này, mà đường thì cũng không có gì đặc biệt cả. Chúng ta đang thấy rằng QV ở đường ta có hỗ trợ cho Crown. Crown sẽ lên cấp 2 trước. Crown lên cấp 2 trước. Ấy, không có, không có. Ủa? Tôi thấy có quan QV ăn, QV ăn, QV ăn, ba ăn lính. Nhưng Eve sẽ hỗ trợ cho Fury đường dưới. Anh ta dùng trừng phạt vào con người đá. Cả hai người cùng lên cấp độ 2 nhanh hơn so với lại OQ và Peel. Lên cấp độ 2 trước. Thread rất mạnh so với lại Tillet. Án tử tung ra lửa hai xoáy. Có boomerang, có khả năng nhiệt điểm của Fury. Đó. Mới vô là thấy có gì đó không ổn. Hụt lính này. Quét đầu tiên là hụt lính, thứ hai là quét cái la dê hụt từ vị trí của Crowd. Còn cấp 2 trước thì có thể rất mạnh, nhưng yêu cầu đầu tiên là Red phải sử dụng kỹ năng định hướng chính xác và Fury phải nâng quy. Red đang cố gắng đứng cao lên đợi cấp 2. Một con, hai con lính đó không? Hai con lính. Hai lính, à, đây là một con. Tiến lên. Ít nhất là ép ra được khỏi lính. Đẩy lùi lực OQ và Peel về. Lính vào trụ, nó ép buộc OQ và Peel phải xử lý lính dưới trụ thì có khoảng trống để tung ra án tử. Tung ra án tử trúng thì có khả năng kéo máu boomerang được. Peel có độ 1 nâng W nên không có khả năng giữ chân Fury lại. Thậm chí, đó là Nautilus, bạn kéo vào gần Thread, cảm ơn nữa, không cần phải tung ra án tử. Nó quá dễ rồi Thread. Bây giờ lính ở gần này, OQ phải xử lý con lính thì nó tạo ra khoảng trống cho Fury liên tục kéo máu. Lính rất nhiều nên tao hoàn toàn không sợ. Trong khi đó thì Watch di chuyển qua được bảy chi miếng dị. Còn Eve thì tại vì anh ta hỗ trợ hai con người đá cho đường dưới nên anh ta phải ăn hai bù càng sớm càng tốt để tránh tình trạng mất đi hai bù. Thì pha cướp rất tốt, đây rồi, cơ hội đây rồi. Watch đã vòng ra được phía sau lưng. Rồi Peel cũng đã cấp 2 lên tấn công các bạn ơi, nhưng mà Watch không biết, Watch Red không biết, Red không biết luôn. Fury nên tập trung vào Fury, nhưng mà Fury đã cấp 3 rồi, tức là đã có lá chắn phép. Họ phải chắc chắn trong tình huống tấn công của mình. Peel bắt đầu tiến lên. Watch vẫn đứng đó, cú móc mỏ neo trúng, lồng đèn quăng ra, án tử tung ra và họ tấn công vào Fury, hất tung lên thành công. Fury đang bỏ chạy, sát thương không đủ, OQ bị giữ lại phía ngoài. Anh ta phải đứng gần những con lính để cố gắng, nếu không hạ gục được đối phương thì vẫn có cho mình những con lính. Nhưng bây giờ nhận ra rằng Watch chỉ mới ăn cho mình bùa xanh, Eve lập tức đi qua ngay, cướp luôn con bùa đỏ này. Nếu đó là bùa đỏ đã khác đi rất nhiều, bùa đỏ có nội tại làm chậm. Hỗ trợ làm chậm thì OQ sẽ hỗ trợ tốc biến lên dứt điểm thành công. Fury xử lý chính xác, anh ta chưa nâng chiêu thức ngay lập tức. Anh ta giữ lại lá chắn phép đó, có lá chắn phép thoát khỏi pha làm chậm, bấm lồng đèn lùi về tốc biến. Cho dù bị hất tung chăng nữa vẫn đứng khỏi tầm của OQ. Và cái thiệt hại của bên phía Najin là khá lớn. Tức là Watch sẽ mất đi cái bùa đỏ và mất quyền kiểm soát của rừng ở trong khoảng thời gian này. Ta không giữ được gì chỉ một con chim biến dị nhỏ thôi. Nhưng mà cái phần thưởng dành cho họ là hai phép bổ trợ của Fury đã mất. Trong khi đó thì các phép bổ trợ quan trọng bên phía của Najin Empire ở khu vực dưới họ vẫn còn cơ hội, vẫn còn một phần nào đó dành cho bên phía của Najin Empire ở khu vực đường dưới. Nhưng mà Fury mà xử lý tốt chắc anh ta không khó khăn lắm để giải quyết được lính này. Thì hơn lính cũng khá là nhiều, 6 con, 5 con vậy đây đó. Đây hơn 5. Mấy vừa rồi là hụt rồi. Đây trúng một phải, hụt. Cái này hơi khó. Hơi khó, mất 2. Lính vào trụ mất 2 nhưng vẫn hơn 3, 6 là OQ còn đường giữa. Đó. Đây pha xử lý chính xác. Bạn kiểu phải dùng Q để đổi trở ý thức, dùng E quét người đó lại. Watch gặp Eve. Nhưng mà không có bùa đỏ, cấm mắt đi về không có vấn đề cả. Eve thì có đã tỏa sáng rồi. Anh ta máu nhiều hơn rất nhiều, Watch thì chỉ mới có gươm tri tung. Gươm tri tung không giúp bạn được gì cả. Đường trừng phạt đối phương chỉ làm chậm nhưng không thể nào hại được thành công được luôn. Đó là cách lên đồ khá chính xác của Eve. Đầu tiên chúng ta phải thấy rằng Rek'Sai không phải là vị tướng mà bạn muốn farm ở trong rừng. Thì khi mà lên đá tỏa sáng ngay lúc này, họ sẽ hạn chế được hoàn toàn những cái pha găng bất ngờ đến từ Watch. Và chuyện mà anh ta mất một con mùa đỏ khiến cho anh ta sẽ có khuynh hướng là bù lại bằng cách farm rừng nhiều hơn. Thì khi đó nó hạn chế cả chuyện anh ta farm rừng lẫn chuyện farm có mắt, có đá tỏa sáng.
y sẽ dễ dàng hơn qua bằng cái chuyện mà tiến qua đường đối phương và cướp những tình huống rừng của bên phía Watch. Thậm chí anh ta có thể hỗ trợ đường dưới cấm những con mắt để đảm bảo sự an toàn, vì ở đây Red sẽ không thể nào về nhà được. Còn Fury nếu mà về, chưa đủ tiền lên cho mình những trang bị ở đây, vừa mới nói xuống đường dưới cấm những con mắt, Fury chưa hỏi hai phe hỗ trợ. Nhưng với Red và Sivir, bạn có khả năng để thoát về tương đối dễ dàng. Chỉ cần đứng hai hướng khác nhau, có lồng đèn, có lá chắn phép, thậm chí Fury tự tin di chuyển lên gần một chỗ đối phương, dùng W cố gắng kéo máu. Đường trên thì nhìn số lính QV đang làm tốt hơn. Rõ ràng, bởi vì kèo máu cay hay cream chúng ta đã nói ngay từ khi cái lúc mà cream lần tiên xuất hiện tại các khu vực đường trên, thấy rất rõ là mau cay không gặp vấn đề gì lớn trong cuộc đấu 1-1 này cả. Anh ta sát thương lúc đầu của cream mặc dù lợi hơn cái thiêu đốt, nhưng cũng không thể nào mà hạ gục mau cay trong những cuộc đấu tay đôi như thế này. Chúng ta thấy rồi, khả năng hồi phục mau cay không hề thua kém, cái nội tại hồi lại một lượng máu khá là nhiều, thậm chí là hồi máu còn nhiều hơn cả Hecarim, vì Hecarim liên tục dùng chi quy, cứ mỗi lần tích tụ một chiêu thức của đối phương 5 điểm thì có khả năng hồi phục lính vào cứ đánh một phát thường. Fury đang dần dần chứng minh rằng kỹ năng của anh ta đạt được đẳng cấp rất là cao. Một điều chứng minh là trong những trận đấu solo kill xếp hạng, ta xếp hạng tương đối cao, còn việc là anh ta liên tục né được những thức quan trọng của đối phương, như cách né được làm chậm vừa rồi là bóng với lồng đèn thoát khỏi cái từ sáng thì thấu đó. Nhưng mà cái này không kéo được máu của nào thì lớn. Bật nhẹ W lên không mất miếng máu rồi. Mất khoảng chừng mất lớp giáp, mất lớp giáp. Các vị trí đầu tiên là ở đường trên, Samsung Galaxy có lợi thế khi mà QV vượt về trị chỉ số lính so với Đức, một điều mà chúng ta thấy cũng không thường xuyên xảy ra. Nhưng mà ở đường giữa bù lại đúng bằng cái chỉ số lính trên lệch đó khoảng chừng 10. Đó là Crow và Gon. Xạ thủ thì tương đối là ngang nhau, rừng cũng không có gì trên lệch nhiều cả. Chỉ có là Watch đang bị kiểm soát bởi cái lượng mắt nhiều đến từ Eve ở trong khoảng thời gian đầu. Watch từ cái tình huống mà găng ở đường dưới đó, anh ta thậm chí là không rời khỏi rừng luôn, chứ đừng nói là ra bất kỳ một đường nào, không rời khỏi rừng. Anh ta không có bùa đỏ để tấn công dễ dàng nữa. Nhưng đường dưới khi mà Fury không có hai phần hỗ trợ, thì ra khả năng tấn công, độ tự tin của Fury giảm đi phần nào đó, thì OQ vẫn có việc, vẫn có lính ngang bằng so với lại Fury mà thôi. Đường trên thì đó là Hecarim, Nunu và Maokai không đủ sát thương dứt điểm Hecarim ngay lập tức, nên ta không có việc gì phải là đường trên. Còn đường giữa chứ lính của Gon đang hơn, nên rất khó dứt điểm thành công. Victor có trừ trọng lực, có chiêu cuối cả sát thương lại tốc độ di chuyển đến có từ Wii, nên bây giờ cứ an toàn trong khu vực rừng. Đối phương cũng đã tỏa sáng rồi, biết mình đâu rồi, nên cứ kiếm càng nhiều tiền càng tốt, để sau đó dùng tiền đó cấp độ xấu sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta thấy rằng Samsung đã gặp một cái tai nạn vì hơi tham một chút xíu ở trong ván đấu đầu tiên, nên về phía họ tôi nghĩ rằng họ sẽ rút kinh nghiệm ngay lập tức ở trong ván này bằng cách là hạn chế bớt những tình huống tấn công nguy hiểm. Họ không làm điều đó ở trong ván đấu này, ít nhất là trong khoảng chừng 15 phút đầu tôi nghĩ là như vậy, bởi vì lúc này họ đang cảm thấy mình cần phải có ít nhất một khởi đầu an toàn trong khoảng thời gian này đã, và họ đang thành công. Cả hai bên đều không muốn về, họ đợi xem ai về trước để rồi người còn lại để được lính vào trụ để giành lợi thế. Nhưng OK đứng trong bụi, còn Fury thì đứng sau cái bờ tường đó, đứng chẳng tầm nhìn, là chỉ có hai hỗ trợ về mua trang bị. Còn sau 10 phút thi đấu thì cả hai xạ thủ đều cùng cầm cái nhận, cùng cầm kiếm Dora này. 72 lính thì OK có trận đấu mà anh ta về nhà mua luôn tao kiếm. Có cái trận đấu với lại Anaki. Anaki ở trong ngày thi đấu khai mạc đó, ở khu vực đường trên cả hai cái farm gì cả gần cả trăm lính. Bây giờ tương tự như vậy, Bi cũng không có sự đe dọa gì nhiều cả. Đặc biệt là cả Sivir lẫn Lucian đều có khả năng đẩy rất tốt. Bạn về sau lính dính án tử hết năng lượng, OQ bị kéo vào đồng hộp lướt đi. Có cao thủ lao lên và ta chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Điểm hạ gục là dành cho Red. Pha tấn công rất tốt đến từ Samsung Galaxy với một cú án tử tầm xa của Red. Fury có lợi thế về năng lượng, anh ta dồn sát thương ngay lập tức vào và hai tóc biến đổ lấy một tóc biến của OQ. Red không mất tóc biến, nhưng phản ánh cuối cùng của anh ta dứt điểm thành công OQ. Cả hai cùng về mua trang bị. Người có điểm hạng hỗ trợ thì Fury lên thêm một cái cuốc chim, còn OQ thì phải lên cho mình kiếm vàng. Thiên hướng kéo trận đấu về lâu về dài, nhưng đối mặt với lại hai mảnh cuộc kiếm, khả năng đẩy đường rất cao của Fury cứ liên tục để vào. Bây giờ khi mà không có tóc biến, phải liên tục giữ chiêu E để né án tử, chỉ cần trúng án tử thành công, thiêu đốt mà họ lại, khả năng dứt điểm của Samsung Galaxy rất cao. Vừa rồi đã chứng minh điều đó, chứ còn dính án tử kéo vào trúng đóng hộp thiêu đốt, sát thương dồn vào ngay lập tức. Và bây giờ ở đường dưới, khả năng kiểm soát tầm nhìn của bên phía Samsung là rất tốt. Cái đá tỏa sáng của Eve chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Xung quanh khu vực
hang rồng và đường giữa dẫn xuống đường dưới là 1, 2, 3, 4 con mắt của bên phía 5 luôn, 5 của bên phía Samsung, trong đó có 2 con mắt tím. Có như là họ đảm bảo được an toàn rất nhiều những hướng của Watch. Watch chỉ có một đường là đi thẳng từ rừng ra mà thôi. Nó không chỉ là đường dưới, còn đường giữa, ở đường giữa bên mạng trái, con mắt ở bụi, con mắt bên kia bờ tường. Còn ở bên phải thì con mắt trên đường vòng ra đường giữa, con mắt từ bãi sói đi vòng ra. Không có đường nào mà Watch đi ra mà đã Phương không biết cả, chỉ có đường trên. Đường trên thì con mắt của QV đã tự cắm rồi, thật ra ta là Maokai. Nó chơi an toàn, không có quá nhiều máu, không có gì. Lòng đèn tóc biển giữ Bill lại nhưng án tử lại hụt. Nó sượt nhẹ qua một chút xíu. Nó tầm thì chắc chắn là không thiếu, chỉ có điều độ chính xác là không có mà thôi. Nếu không dính án tử, nếu dính án tử, Bill chắc chắn nó nằm xuống rồi, bên ta không còn chiêu cuối. Sát thương dồn vào, if có khả năng giữ chân lại. Chiêu cuối luôn. Chắc chắn là đủ sức để hạ gục, chỉ tiếc một tí. Nếu họ có điểm hạ gục đó, chắc chắn sẽ ăn được con rồng. Còn bây giờ, đối phương Najin M5 là người đứng đợi Watch. Watch biết. Họ biết Eve ở trong này, nhưng mà đó, chúng ta thấy con này đi ra. Fury nắm vào lồng đèn thoát về, mất hơn nửa cây máu. Họ đang chuyển hướng qua để cố gắng chặn Eve lại. Nhưng phải chú ý là Nunu này không phải là yếu. Lượng máu của anh ta rất nhiều, 1.500 máu. Tàn tích 3 mi cộng với lại đá tỏa sáng. Đá sáng thì trời, nhìn máu thôi thấy hơn rồi. À, đánh đi. Thoải mái. Quay lưng bỏ chạy, quăng một cú quả cầu tuyết trả lại đáp tình cảm của Watch nữa thôi. Thật ra thì Samsung có lợi thế một chút xíu, nhưng việc mà họ vẫn chưa kiểm soát được con rồng vẫn khiến cho Najin chưa có vấn đề gì quá lớn cả. Kasubia của họ, cụ thể là con ở khu vực đường giữa đang đánh tốt, anh ta sẽ tích tụ cho mình cái quyền trưởng đại thiên sứ. Tôi nghĩ là khá là nhanh, mua nước mắt thử thần rất sớm rồi, không bị đe dọa nhiều khu vực đường giữa. Bùa xanh cũng có một cách liên tục, thì tốc độ, cái thời điểm đạt được ngưỡng sức mạnh của anh ta là gậy đầu lâu với lại nước mắt hơi thần, có lẽ nó nằm ở phút thứ 25. Tôi nghĩ là 25 là có đủ rồi. Nếu mà có bùa xanh mà không mất bất kỳ bùa xanh nào thì đủ tiền và farm an toàn ở đường giữa chỉ lên top thì chắc là khoảng thứ 19, 20 thì đã có đủ hai trang bị. Chỉ có đường trên thì đứt. Thế là thời điểm mà không được, anh ta cảm giác là không được tốt khi mà những trận đấu. Anh ta không còn như mùa xuân nữa, không còn thống trị với Na, không còn sức mạnh tuyệt vời ở Rumble nữa. Na bị giảm sức mạnh một cái đòn khá là lớn dành cho Đức, và Rumble thì luôn là một sự lựa chọn nguy hiểm, có khả năng bị găng. Và ăn rồng đến từ Najin M5. Đối phương đi về. Hay vậy? Fury đi về. Đấy, sao mà lại về cả hai đường cùng một lúc? Hai đường cùng về, If thì không có sự hỗ trợ. Đấy luôn. Quá đột pha đi về rất mất cảnh giác của bên phía. Nhưng lúc đó OQ cũng về, nhưng Pew thì không đi về. Pew anh ta ở lại di chuyển rất lẹ ra hỗ trợ cho Watch cùng với lại Gon. Có cho mình con đầu tiên. Bây giờ thì Red ra, họ nháy vào trước hang rồng. Rồng đã mất rồi bạn ơi. Watch đây rõ ràng là pha kêu gọi của Watch. Nó rất đáng tiếc cho bên phía Samsung. Nó khiến cho lợi thế mà họ tạm có được từ cái chiến công đầu nó gần như là mất tác dụng rồi, bởi vì bỗng nhiên đối phương có một con rồng miễn phí. Họ về cả hai đường nó đều là hai đường mà họ không bị bất lợi. Ok, trao đổi này kia dính cua chim mà xui, này hơi xui. Thật ra thì đầu tiên là ta dính các cú quy cả đi lẫn về luôn. Anh ta bị quýnh một cái sang bật chúng W thì đó là hai pha đánh liên tiếp của CV, thì đó là sức mạnh trong những pha trả lời trước. CV bạn cứ dùng W đúng thời điểm vừa đánh xong phát thì cái hai hồi lại hai pha đánh liên tiếp. Nhưng đó là lợi thế đường dưới thì chiếc lính đã cân bằng. Một điểm hỗ trợ thì hơn chừng khoảng 100 tiền ở xạ thủ không ý nghĩa. Khoảng cách về tiền là 1.000 tiền. Nó sẽ bị giữ lại cho tới khoảng thêm ít nhất là 4 phút nữa. Thì trong khoảng 4 phút đó, thêm chừng phút thứ 19-20 mà hơn đó phương 1.000 tiền thì hoàn toàn không có lý do gì, không có ý nghĩa cả. Nhưng mà đường trên vấn đề rất lớn nha. Đúc thua hơi bị nhiều. Nó sẽ nảy sinh vấn đề là cái sức chống chịu của QV sẽ vượt qua cái lượng sát thương đến từ Đức trong những pha giao tranh. Nhưng mà cách lên độ của QV nó hơi là... sao ta không hoàn thành luôn cho mình cái vinh quang chân chính với anh ta nữa này nữa kia. Anh ta muốn chặn sát thương của Thanh Trần ta. Hoặc là anh ta muốn tìm kiếm mục tiêu chỉ là OQ. Đã biết rằng OQ lên trang bị thì có cái tam hợp kiếm đó. Thì đầu tiên khi quán sư có... vô cực kiếm, xin lỗi các bạn. Vô cực kiếm OQ chỉ có cái cùi kiếm thì tốc độ bắn không cao. Bạn cần phải có tốc độ bắn cao để có một cú chí mạng thì lượng giáp đó nó giảm phần nào. Cứ đu vào bật chiêu cuối. Thì thật ra với lượng sát thương đó Thanh Trần không giải quyết được Maokai. Còn những phần còn lại thì Samsung Galaxy họ tự lo được. Cẩn thận, Watch đang ở đây. Lồng đèn bấm vào đụng ngay hai thành viên đối phương. May quá vẫn còn kịp thoát đi.
nó hơi mạo hiểm một chút xíu, họ quay lại dính án tử. Watt bị kéo vào tốc biến bỏ chạy, tạm thời vẫn thoát. Thiêu đốt đang được dùng và nó không đủ. Watt sống sót, tốc biến lên dứt điểm thành công. Crow là người thành công với cú dứt điểm, cú lao lên tốc biến của Eve, ném quả cầu tuyết. Chiêu cuối của Crow vẫn lao theo Peel, anh ta chỉ còn dưới 50% máu và anh ta cũng nằm xuống. Double kill cho Crow. Còn ở đường trên, Đức thua hoàn toàn trong cuộc đầu tay đôi này với QV. Anh ta thua 40 chỉ số lính, anh ta xém nữa bị hạ gục luôn. Anh ta buộc phải lùi về lính thì sắp sửa đẩy vào trụ. Thì trong tình huống vừa rồi đường dưới, pha phản công và xử lý cực kỳ tốt của Fury cậu với Red. Bóng với lòng đèn thoát về, trước đã bật lách chân phép thoát khỏi chiều cuối của Phil. Sau khi thoát về, đặt đóng hộp đối phương bị làm chậm bước án vào. Án tử tung ra ngược trở lại, dùng thiêu đốt vào đánh thêm vài phát nữa. Red Watch mất một lượng máu rất lớn. Để rồi sau đó có tăng tốc, có tốc biến. Tốc biến dùng chiều cuối ngay lập tức, ok thòi máu. Nhưng lượng hồi máu của anh ta là quá ít, không đủ. Red đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí xuất sắc nhất của Samsung cho tới thời điểm này. Tất cả những điểm hạ gục của bên phía Samsung đều có dấu ấn. Đúng vậy. Khởi đầu ở tình huống OQ là người bị dính án tử tầm tối đa. Vừa rồi Watch là người bị dính án tử hồi mã thương đến từ Red và nó khởi đầu cú double kill của Crow. Mọi chuyện đang trở lại với Samsung. Cái tai nạn con rồng đó tạm thời đã bị dẹp bỏ. Với cú double kill này, trang bị của Crow sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với lại gòn ở khu vực đường giữa. Đó là chuyện đường giữa, còn đường dưới một bên có vô cực kiếm, một bên chỉ có hai mảnh. Dây cuồng nộ không giúp cho OQ mạnh hơn, nhỉnh hơn so với lại Fury. Vô cực kiếm bật chiêu cuối lên coi như là ngang nhau và sát thương từ vô cực kiếm 250% chí mạng. Chỉ có một phát chí mạng mà thôi chắc chắn sẽ chiến thắng. Nunu của Eve đi thẳng xuống khu vực đường dưới, thậm chí lộ mặt hỗ trợ cho Fury bằng cách dùng so máu. Đẩy đường rất lẹ vào, họ biết có lợi thế, họ muốn lấy cái trụ. Đẩy xong trụ thì di chuyển ra khu vực hang đồng kiểm soát đây. Vừa mới nói chấp nhận lộ mặt. Và nhưng mà Samsung phải chú ý là tôi nghĩ rằng họ có giờ rồng chứ không phải là không có. Nhưng mà nó phải chính xác, họ phải kiểm soát được con rồng 2 này. Chứ để cái tai nạn hồi nãy nó xảy ra một lần nữa là công lại đổ sông đổ biển. QV đang lao lên, đút bây giờ đánh không lại, trang bị này làm sao bạn đánh lại. Giáp ở đường trên cũng hợp lý để mặc với Hikari mà lên giáp. Có thời gian hồi chiêu tí, cái khiên quản sư giúp cho bạn có năng lượng, liên tục dùng chiêu thức giảm thời gian hồi chiêu. Đẩy đường rất lẹ, Mokka có 2 những Doran xuống bản thật là vừa đủ. Xong trụ đường dưới, ra đường giữa tấn công, ngay thời điểm là Gon không có bùa xanh. Khả năng phòng ngự vẫn có, nhưng phải dùng rất nhiều năng lượng và giờ họ di chuyển vào muốn cướp luôn con bùa xanh. Cướp được bùa xanh là ngăn chặn cái quyền trưởng đại thiên sứ của Gon một khoảng thời gian khá là đáng kể. Nhưng rõ ràng là Nazin không muốn buông bỏ con bùa xanh này. Hãy chú ý, Đức có dịch chuyển giày vệ quân. Anh ta dịch chuyển từ hướng phía trên, từ đường giữa xuống chiêu cuối nhắm vào Crow. Nhưng Đức xuống hơi chậm, Crow bị hất tung lên. Có QV đã tới rồi và anh ta đang bị chặn lại phía trên. Nhưng không sao cả, vẫn còn đường lui dành cho QV khi mà trụ không còn. Pha tấn công của Nazin EM5 đã không thành công. Họ hơi thiếu quyết đoán. Ê có gì? Bùa xanh còn một máu nhưng người có được. Không sao, vẫn là Nazin bị mất bùa xanh. Là Eve có bùa xanh, phát anh cuối cùng đó. Thật ra là Crow Air nhưng nó thiếu một sát thương, chỉ một thôi. Bây giờ trở lại cái tình huống đó, Đúc hơi nhát. Nhưng đầu tiên là anh ta bị, lúc anh ta xuống cái dạy vệ quân, anh ta bị dính cái boomerang trả ngược ra của Fury muốn tấn công vào Gon. Thì khi dính boomerang, bạn không còn nợ tại dạy vệ quân nữa. Anh ta muốn lao vào ở chiêu cuối để ngược đối phương về, nhưng không làm được điều đó. Bởi vì trang bị của anh ta không thực sự mạnh, anh ta không dám dùng những cú dịch chuyển từ phía sau mạo hiểm hơn từ phía sau. Anh ta chắc chắn là không đủ sức sát thương, sự chống chịu trong tình huống đó. Và mọi thứ đang chống lại bên phía của Nazin EM5. Họ đang đứng trước nguy cơ bị mất con rồng này. Họ đã mất tất cả những kỹ năng để tấn công rồi. Peel không có chiêu cuối, Đức không có dịch chuyển. Đây sẽ là con rồng đầu tiên dành cho Samsung Galaxy. Nhưng phá di chuyển của Đức cũng khá thông minh. Anh ta chạy thẳng về khu vực đường trên, có khoảng trống để ăn được cái trụ cho Nazin EM5. Đó cũng là trụ đầu tiên của họ. Khoảng cách là 3.000 tiền, rồng 1 được cân bằng cho cả hai bên. Những cái ngưỡng sức mạnh của Gon bị giảm đi khá đáng kể và thêm cái khả năng phòng ngự của anh ta. Quyền trưởng đại thiên sứ, quyền trưởng thiên thần đã có. Nhưng vấn đề là không có bùa xanh, bạn dùng chiêu thức, thời gian hồi chiêu sẽ không nhanh. Với hai trang bị này bạn không có thời gian hồi chiêu. Năng lượng của bạn cũng phải xài tương đối tiết kiệm. Nếu mà ra đường giữa lại bây giờ, vọng âm lưu đinh đã có. Trang bị đúng, này sẽ giúp e một cú e chính xác lính. Kéo được một nửa lượng máu, thậm chí là nếu mà muốn dùng kéo máu cũng được. Trước đó dùng để quét lính an toàn. Bây giờ có bùa xanh một cái là cứ ra đường giữa liên tục đẩy vào. Họ có 4 con mắt ở bùa xanh đối phương, kiểm soát được hoàn toàn đường đi nước bước. Còn Nazin thì đem đánh bạc. Họ đẩy đốt xuống đường dưới đứng rình đứng đợi không được.
có đủ thời gian và để đặt một câu hỏi Đức đang ở đâu trên bản đồ Khu vực bùa xanh bốn con mắt, khu vực rừng của bên phía Nazin có tới bốn con mắt của Samsung. Họ biết ý định vừa rồi và việc Đức di chuyển không hiệu quả khiến cho bây giờ anh ta thua 50, 48 chỉ số lính ở khu vực đường trên. năm năm mươi tám Đấy không còn à là bốn Đức mươi tám số 1 đường trên của LCK nữa rồi. Và nó đang tự đọc câu hỏi là QV đi lên hay Đức đi xuống. tôi nghĩ là nói QV đi lên cũng không hẳn, vì có một số ván đấu trước mà bên phía QV thi đấu cũng không tốt lắm. Chính xác hơn là Nazin mặc dù đã ổn định hơn một chút so với mùa xuân, nhưng mà họ vẫn là một Nazin Empire rất khó lường, họ có thể thắng rất giòn giã, nhưng mà ngay sau đó họ lại thất bại. cũng không thể nào đòi hỏi mà thi đấu tốt với cả hai mùa là cả những cách mà Cool Tiger mùa xuân thi đấu tốt. Chỉ là tốt trong đoạn vòng bảng và playoff thi đấu không thật sự thành công. Đức cũng một trường hợp tương tự. Nhưng mà đây không, đây là một trận đấu mệt lỗi hoàn toàn là cá nhân của anh ta. Kỹ Kèo năng này, đi đường. không phải là, nói chung là cũng phải là gọi là dễ, tức là bạn khó có thể thắng được đối phương, nhưng thường cũng ít nhất là bạn sẽ ngang ngửa với đối Không thua phương. lính. Còn bị Mao Cai bỏ 50 lính thì lỗi rõ ràng là lỗi của bên phía Đức thôi, không ai can thiệp vào khu vực đường trên cả. Không có bất kỳ sự di chuyển lên đường trên, lính cứ liên tục đẩy đường dưới, có tim băng rồi họ đổi vị trí, Họ lao vào tấn công, ô kêu bị bắt. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều đội cấm đi Victor. Anh ta cái khoảng hai một giây rưỡi giữa chân và bị bụi cây quỷ diện, không có thanh tẩy tốc biến không giải quyết được vấn đề đó. Ground tốc biến theo dùng chữ cuối dồn sát thương vào. Q Okio E tàn R biến. không cần gì thêm cả, và rõ ràng thôi, bởi vì ok cũng đâu mạnh gì đâu. Đó là trụ thứ tư đường cho Samsung Galaxy, trụ thứ hai của đường dưới. Chúng ta sẽ có văn bà Sẽ có cái cách mà Samsung Galaxy họ không mắc sai lầm, họ cứ từ từ tận dụng tối đa lợi thế mình, đúng và vậy, họ đánh từ từ. điều mà họ làm được là không ai phải mắc sai lầm vị trí cả, không ai nằm xuống ở đường trên QV cho an toàn. Đường giữa Brown rất biết cách, khi mà nó không có tốc biến nó cho an toàn ở đường giữa, chỉ quét E để lĩnh lên cắm mắt ở hai bên, và giờ mắt của họ thì đầy bản đồ rồi, tầm nhìn của họ kiểu dạng SKT đối đầu với lại CJ trận này. Nó có hai cái viên đá tỏa sáng, ba cái máy quét, cú móc thành công nhưng lồng đèn ngay lập tức. Và Eve thì rất là trâu, Eve khá là trâu với lượng trang bị mà anh ta đang có. 4-0 cho Samsung Galaxy ở phút thứ 24. Họ mạnh hơn, vì chúng ta hãy xét đồ đường trên chênh lệch như thế này là chắc chắn họ mạnh hơn. Ở đường giữa hơn 2 điểm hạ gục, họ mạnh hơn. Xạ thủ khỏi phải nói, cứ kéo vào Eve, kéo được nửa cây máu, ngay lập tức có chi phối vào crowd. Đúc xuất hiện như đã vào tới trụ rồi. Tốc di chuyển rất cao của Ground khi dùng QV cộng với lại Fury bật chiêu cuối. Bây giờ đối phương đã không còn khả năng tấn công, chiêu cuối Pew đã không còn. Bây giờ họ muốn ra đường giữa lại, họ muốn kiểm soát khu vực hang rồng trước thì khoảng 1 phút 50 giây nữa sẽ dễ hơn, mất được cả 3 phút nữa. Chúng ta thấy hai lần liên tiếp mà Pew kiểu như là anh ta xác định trước trong đầu là tôi sẽ dùng chiêu cuối vào Victor của đối phương, bởi vì đó là một vị tướng mà độ cơ động không phải là cao. Hai pha giao tranh liên tiếp nhưng phải đối chọi với chuyện là Victor cái khả năng tăng tốc đến từ Fury Syria hỗ trợ, nó khiến cho mà cả cái lồng đèn trong tình huống vừa rồi nữa. Watt đứng rình, anh ta có ý định tiếp cận Fury, di chuyển dịch chuyển luôn, cái góc này đâu có bắt được rồi. Cái cú dịch chuyển này đây là bất lực, đây là đánh trụ được, hai người cùng xuống đúng thì ăn được được, được nhưng mà Fury phòng ngự vẫn muốn phòng ngự ăn được. À, không được Ê, không rồi được thôi không xong được, luôn, hai người cùng vào mới được, hai tắt người cùng vào cùng ra. rồi 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 QV hết đường chạy, còn chiêu cuối, còn chiêu cuối đang cố gắng lui về. À, đường kia thì không ai chặn nhưng mà bây giờ mất rồng rồi, mất rồng chắc cú. Một phút nữa mới có rồng, không có dịch chuyển, sát thương của đất bị giảm đi khá nhiều, nhưng vấn đề lớn hơn là họ bị kiểm soát hoàn toàn. Ơi OQ bay rất xa, án tự trúng vào gòn nhưng không còn ai bên đó cả. QV bay qua bức tường trong tình huống đó khi mà OQ lướt lướt qua qua. tường. Đức bây giờ phải trở lên khu vực đường trên thì chắc chắn khi mà rồng ra anh ta sẽ không thể nào có mặt kịp, chưa kể tới chuyện là Samsung Galaxy với lợi thế đang có đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Không, vừa nãy thì Red chơi rất an toàn, ta kéo trúng gong, nhưng vấn đề là Không ai. không ai lao vào Cassiopeia cả, đừng nên đối mặt với Cassiopeia. Nó chơi an toàn, chỉ đẩy lùi đối phương, thậm chí nhiều khi anh ta có thể ép được tốc biến của gong khi mà gong muốn thoát khỏi án tử. Bây giờ đứng đợi 15 giây nữa ra, tung án tử thành công hay không còn là câu hỏi khá lớn. OQ hay là Watch? Watch Watch đang hướng Watch về. ê mắt 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 Đang trời con ơi mắt này con là mò ê không đủ tầm, cái đó thì hơi họ xa. vẫn kiên nhẫn. OQ OQ tới, kêu hey, hay tỉnh.
và họ phát hiện ra pha đứng rình. Nhưng phát hiện ra pha đứng rình là một chuyện, đối phương không ăn rồng. Ăn, phải ăn chứ. Đẩy được lính lên đường giữa, lính đường dưới cũng đang đẩy vào trụ thứ nhất, lính đường trên đẩy vào trụ thứ hai. Ăn nhanh rồi phải. Ăn nhanh, sau đó di chuyển về phòng ngự. Sau 27 phút thi đấu, Đức và đồng vào. Muốn vào. Đức có chiêu cuối rồi, đối phương đang giữ con rồng phải chừng ngàn máu. Watt không tiến vào ăn rồng. Họ muốn giữ cái góc này để ăn đường giữa, nhưng cái lính đâu mà ăn đây? Không có lính. Lao vào, Fury bị hất tung lên, pha tốc biến vào của Bill giữ Fury lại, hất tung Fury lên, đút tràn vào, họ hạ gục được Fury và họ đang muốn tràn lên tiếp, nhưng cú chiêu cuối khá tốt, im ngăn chặn pha tấn công và pha phản công đến từ Samsung Galaxy. Ground có điểm hạ gục, Ground có double kill và đó là điểm hạ gục thứ 3 và thứ 4 của Ground ở trong trận đấu này. Nazinefa muốn tận dụng lợi thế đẩy đường giữa nhưng chỉ còn 3 người mà thôi, Eve không nhiều máu nhưng Ground còn rất nhiều năng lượng, lượng sát thương trong những hang nhỏ hẹp. Ta dồn lượng sát thương rất lớn vào dứt điểm thành công. Cú quét ở đây. Có chí mạng, Thanh Trừng đâu? Thanh Trừng đâu? Không có, bởi vì Yves đã lao ra để che rồi và Thanh Trừng cũng đã dùng trước đó. Và Samsung Galaxy lời trong tình huống vừa rồi, họ mất một nhưng họ lấy được hai, tiếp tục là double kill dành cho Crown. Nhưng hơi nguy hiểm, ta hết năng lượng, ta bị chí mạng, ta bị dứt điểm với OQ. Án tử không trúng, Red phải trả giá cho cú án tử không trúng đó. Double kill cho OQ. Và bỗng nhiên Nazin EM5 có một hy vọng nào đó ở trong trận đấu này. Nó đến từ Okio, vì người ta tự tin bước lên bắn vào Red. Hai cú chí mạng với giao điện static kéo lượng máu rất lớn của Red. Và khi mà Rao anh ta trúng cái độc đó, Gon dùng tăng tốc di chuyển lên, cố gắng kéo máu và tốc biến lên bắn một phát trúng chí mạng vào Rao. Chích điểm thành công được Rao, khi Rao đã tốc biến rồi. Giải quyết được một chút xíu vấn đề, đó là cái lượng tiền của OQ sẽ được tăng đáng kể, cái cung xanh của anh ta sẽ có nhanh hơn để giải quyết QV. Nhưng cái vấn đề là QV vẫn mạnh hơn quá nhiều so với lại Đúc. 60 chỉ số lính rồi, lên tới con số 60 thôi. Đó. Thế vấn đề Đúc cần giải quyết là anh ta sẽ không thể đổi mặt với lại CV Fury cả. Mạng tắt điện của Crowd đủ cung xanh luôn. Đủ. OQ không phạm sai lầm, vẫn có cơ hội nhưng sẽ phụ thuộc vào những cú chí mạng. Nhưng mà nãy giờ anh ta hơi bị đỏ, tôi thấy khá là nhiều những cú chí mạng hơi anh ta bắn hai phát trúng vào Red, sau đó chuyển mạng phải kiểu vào Crowd tốc biến lên lướt bắn, có phải đó phải bắn hai phát bắn đầu chí mạng phát sau đó, đủ sức dứt điểm luôn. Vấn đề Samsung Galaxy không thể nào tấn công trụ được, thế ra đội hình có khả năng phòng ngự. Bay lên vinh quang chân chính, họ chọn vào Gon, có Watt hỗ trợ, có Peel ở đây luôn. Chắc cú thôi, chắc cú an toàn. Bởi vì QV của bạn ngay đó rồi, bị giữ lại không có thanh tẩy và chẳng có khả năng phòng ngự nào đến từ đồng đội, ra sẽ phải nằm. Và cả là Đúc chưa về kịp nữa. Ta thậm chí không có dịch chuyển luôn. Đúc phải về. Người mà ngày xưa mùa xuân là niềm hy vọng gần như là lớn nhất của Nazin EM5 đang phải trở thành một gánh nặng. Mọi sự chỉ thay đổi chắc chừng khi mà Na đã bị giảm sức mạnh khá nhiều rồi. Cũng chưa tới nỗi nào quá tệ dành cho bên phía của Nazin EM5, bởi vì OQ chúng ta vẫn biết rằng anh ta là một xạ thủ có tiềm năng, và có tiềm năng, gọi là có tiềm năng thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha xử lý tốt của mình. Fury trận này thì hơi bị mờ nhạt một chút xíu so với lại Red hay là so với lại Crow. OQ vẫn vượt trội hơn so với Fury cho tới thời điểm này của trận đấu. Thì một chút le lói nào đó, họ Nazin EM5 sẽ xoay quanh vị trí của OQ trong những pha giao tranh, và tất cả những gì họ cần làm chỉ là khống chế được Crow một lần mà thôi. Crow hiện tại đang là toàn bộ những nguồn sát thương của anh chiến Samsung Galaxy. Nhưng Gon có lượng sát thương cực kỳ khổng lồ, nếu anh ta hướng đến vòng Unloading hoặc đồng hồ kéo Zonia cũng được, nếu anh ta là mục tiêu bây giờ. Có chiêu cuối của Đức. Tại sao? Họ tấn công vào QV, nửa cây máu, Peel ở đây, móc trúng và họ, bốn người hạ gục được vị trí của QV. Lợi thế rất lớn luôn đó, lợi thế này cực lớn bởi vì không còn chống chịu nữa. Watt lao vào tấn công, giữ y tại được hay không? Không được. Họ đang muốn đẩy về Baron chăng? Đường giữa. Họ muốn đường giữa, đối phương đi vòng một đường rất xa. Baron. Được Baron. Đây là Baron. Baron để ép đối phương ra. Đối phương ra họ là thế về người. Quay ngược lại họ đánh là được. Peel vẫn còn giữ chiêu cuối. Đây là cái cơ hội của Nazin EM5. Họ đang tấn công Baron. Samsung Galaxy đang cố gắng chạy về. Không kịp. Không có tốc biến của Eve, anh ta sẽ tới không kịp. Eve bị chặn lại rồi. Có chiêu cuối của Peel. Peel đang đứng chặn và đã xong con Baron và án tự trúng, nhưng họ vẫn lao vào tấn công Peel. Bị không. Có hồi máu của OQ. Không có chỉ mạng. Có hồi. Không có chỉ mạng. Rất đáng tiếc, và Fury không có điểm hạ gục và cú hồi máu. Thực ra thì không cú hồi máu thì cũng đã đủ rồi, nhưng vấn đề có cú hồi máu. nếu có chí mạng là nó khác đi. Chí mạng đó phải có cung xanh rồi, bạn có chí mạng
nó tầm lên đến 3-4 trận sát thương thì họ máu chỉ khoảng 100 thì nó không đủ sức để bạn Watt đang muốn chặn được, nhưng mà không, đối phương nó được. Hơi nguy hiểm một tí, cứ trở lại với an toàn. Bây giờ thua 1.700 tiền, nhưng có bù lại Baron. Thua một rồng không có vấn đề gì cả, bù lại Baron còn đủ sức để họ đẩy các đường lên. Thế cái Riff đang yếu hơn, nhưng bù lại Baron giải quyết được vấn đề đó. Rồi đó, bỗng nhiên họ có những quyết định rất là mạnh mẽ và quyết đoán. Đầu tiên hãy nhớ là cái pha xử lý của Okio khu vực đường giữa, rồi đút lao thẳng chi cứu vào Cuve. Đó là pha xử lý chính xác khi mà một mình Cuve ở đó, trong khi đó thì bốn thành viên của Samsung đi xuống ở bùa xanh rồi. Và khi đó Cuve chưa hồi tốc biến, anh ta bị lượng sát thương dồn vào ngã tư cô gòn. Sát thương của anh ta cực kỳ khổng lồ, đồng hồ kéo rồi nhà lúc đó. Còn Cuve thì mục tiêu của anh ta đa phần là Okio, nên chỉ có một cái áo choàng mạnh là không đủ để chống chịu quá nhiều sát thương nhất điểm ngay tức. Dứt điểm mục tiêu chống chịu lớn nhất của Samsung Galaxy di chuyển ở khu vực hang Baron, ép đối phương ra, nhưng Samsung Galaxy đi một đường vòng quá lớn rồi, lúc này ra đã quá muộn. Không ai để ý, đây là Đức có bùa lợi Baron và tam hợp kiếm là anh ta phá trụ như một cái máy luôn. Samsung có vẻ như những sai lầm của họ đang khiến cho họ bị mất phương hướng. Họ tự nhiên họ di chuyển ra khu vực hang rồng quá sớm, còn 30 mấy giây, 45 giây mà mất họ ra hang rồng, hai. Họ mất cái trụ hai đường trên, họ mất 4 trụ bằng với đối phương rồi. Bây giờ trận đấu đã được cân bằng rồi. Thua 2 điểm 2 gục, nhưng bùa lợi Baron giúp cho Nazinian Phai cân bằng về lượng tiền. Có trụ 2, bây giờ lùi về, dịch chuyển có được. Mắt có rất nhiều phía sau, thậm chí có mắt ở đường giữa. Dịch chuyển ở phía sau cũng được, trang bị của ta. Tim băng có rồi bạn ơi, tim băng có giúp cho anh ta. Bây giờ dịch chuyển của Cuve. Đức vẫn chưa dịch chuyển, im tiến vào. Không cướp được rồng, đó là Nunu bạn, không cướp được rồng. Okio đang bắn phía sau, và cả Đức tràn vào từ phía sau. Crown bị tấn công mất nửa cây máu, anh ta đang phải lui ra. Đức vẫn còn khá khỏe, anh ta đang lui nhẹ ra chờ đồng đội lao lên. Vẫn là sự bình tĩnh đến từ Nazinian Phai. Đúc khá là thấp máu, Yves đã trúng độc, double kill dành cho Gon. Và bây giờ Watt lên hất tung được Crown, Crown tốc biến bỏ chạy thành công. Tuy nhiên đó vẫn là 2 điểm hạ gục dành cho phía Nazinian Phai. Đúc cố ý định lao lên nhưng bị cái tia laser của Crown ngăn chặn. Nhưng với lợi thế 5 người đánh 3, cú móc mỏ neo thành công. QV bắt lại Pew, hy sinh trong tình huống đó, nhưng không hạ gục được QV. À không, Gon vẫn lao lên và họ dứt điểm được QV. 3 điểm hạ gục dành cho Nazinian Phai. Gon lên hơi cao trong tình huống vừa rồi, nhưng đó là một tình huống rất thành công của Nazinian Phai. Họ mất 1, họ lấy được 3, giữ lại được con rồng và Nunu có trừng phạt lượng căng nút. Tại sao? Đấy là thời điểm mà Watch có phong độ cao. Nhưng mà đúng, tốc độ rất cao, thắt về. Kinh nghiệm có đủ về con mắt đó, ta đếm đủ thời gian để phương đi vòng xuống đường dưới. Và đây, bằng cách nào mà Watch? Anh ta Nunu trừng phạt trước và anh ta không giữ được rồng, chiêu cuối tốt trúng 3 người, Gon giữ lại. Còn đây lượng sát thương khổng lồ của Đức vọt ra. Nhưng vấn đề sau đó là QV đứng chặn trước mặt, anh ta không cho phần phía sau đội hình của Nazinian Phai đụng vào Crown. Vẫn là phát trên có lời, nhưng lượng sát thương của Gon đủ sức double kill cho anh ta. Họ muốn dứt điểm tốc biến, nhưng đấy là nên đợi cái thời điểm mà Phil có cho mình tốc biến, hai người cùng kết hợp với nhau giữ lại thì tốt hơn. Hai người này phối hợp không tốt, để rồi Phil bây giờ móc trúng vẫn phải nằm xuống, nhưng vẫn chỉ là 1-3. Một như vậy là ngon. Rất lời, chỉ một đội hỗ trợ đã lấy 3 người đối phương, không dứt điểm được ra Fury mà thôi. Bây giờ thì trận đấu đã xoay chuyển hoàn toàn, nó đang thuộc về bên phía của Nazinian Phai, và đặc biệt là Gon đang rất sẵn sàng để giành lấy cái MVP thứ hai liên tiếp của mình. 3-0-3, người có chỉ số tốt nhất và lượng sát thương gây trong giao tranh khá là nhiều. Khi mất đi lợi thế, QV bây giờ không còn làm cái chuyện tấn công được nữa, anh ta không đu vào người đối phương được nữa mà chỉ đứng che cố gắng đợi cho Crown gây sát thương. Nhưng mà những cú dịch chuyển của Đức, hồi nãy chúng ta thấy anh ta có về vệ quân bay xuống, anh ta quẹt nhẹ cái thôi nửa cây máu. Gon chính là người tạo tiền đề cho Okio có ngày cung xanh ở phút thứ 26. Bộ kiêu. Anh ta chấp nhận bật tăng tốc lên, có thể hơi nguy hiểm một tí, cố gắng cây máu càng nhiều và Crown càng tốt. Okio tốc biến lên, lướt lên dứt điểm, tiếp tục dùng sát thương vào, cố gắng kéo máu được ra trước đó. Và nó cũng hên nữa là trước đó Crown có 4 điểm hạ gục, nên tiền nó tăng lên khi anh ta bị hạ gục. Mà cũng phải nói là Okio rất đỏ trong cái khoảng thời gian ngắn đó, mà anh ta bắn tới 3 cú chí mạng là hơi bị nhiều. Trung bình là 2 phát là 1 phát chí mạng rồi, nhưng mà tỷ lệ chí mạng của anh ta chỉ khoảng 45 mà thôi. Nó hơi bị nhiều và rất là hên trong tình huống đó. Nazin đã thể hiện phần nào đó sự vượt trội bản lĩnh của họ trong những phút vừa qua so với bên phía Samsung, và trận đấu đã trở về với họ, bây giờ khỏe lên rất nhiều rồi. Đức đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Gon có lượng trang bị đã hơn so với lại Crown rồi, mặc dù anh ta thua 50 chỉ số đỉnh, nhưng 3-0-3
thì anh ta không thua bao nhiêu cả so với lại Crown. Chỉ lên của Đức bây giờ hơn luôn. Hơi khó hiểu một tí. Một người mà thua 40 chỉ số lính á, hình như là 20 30 gì đó. Không, 40. 40. Cái thời à, 162 với 208. Lúc rồi. Cao nhất là 40. 162 với lại 208 2010 210. 40 48 gì đó bây giờ. Thậm chí anh ta là người vượt lên lại. Và đó là bản lĩnh của anh ta vẫn cao hơn so với là QV. Samsung với lại cái tình huống ăn đứng ra rồng sớm để cho đối phương đẩy thẳng vào đường giữa và đường trên của họ là rất thiếu kinh nghiệm. Họ có giờ rồng chứ đúng không? Mà họ lại xử lý như vậy. Tự nhiên họ kéo hết ra rồng để cho Đức ăn cái trụ hai đường trên rất là đơn giản. Có nghĩa là họ muốn kiểm soát rồng trước để tạo lợi thế để muốn tấn công dễ dàng hơn. Nhưng đối phương có bù lại Baron. Và bây giờ với lượng trang bị này thì Đức thậm chí có thể bỏ mặt luôn QV. Đủ chống chịu rồi, có tiềm bằng chống chịu sát thương của lính, có luôn cái giáp tâm linh đó chống chịu sát thương của bao cài. Cứ bỏ mặt QV tấn công vào trụ. Tấn công trụ được càng nhiều càng tốt, QV thì không có sát thương. Và mọi thứ thay đổi hẳn. Thì O'Kill thể hiện được sự khác biệt giữa anh ta và Fury. Anh ta thua về trang bị, anh ta thua về chỉ số lính. Nhưng cái độ quyết đoán trong một số tình huống xử lý của anh ta là tốt hơn Fury. Ngay từ cái tình huống sau đó O'Kill mà chúng ta nói về nãy giờ đã thể hiện rõ ràng Fury không có một sự đột biến nào từ đầu đến cuối, từ đầu trận đấu cho tới thời điểm đó cả. Trong khi O'Kill sẵn sàng có những pha dấn lên cao như vậy để gây sát thương, trong khi đó Fury mặc dù có lợi thế. Và không chỉ là Fury mà toàn bộ đội hình của Samsung họ hơi chắc quá trong những tình huống mà cố gắng giữ lợi thế của mình. À, thời gian Baron thì có nhưng không đủ người, không đủ thời gian để kiểm soát tầm nhìn. Vào quá trời. Cassiopeia kết hợp với chạy các bạn ơi, đừng ủi vào rồi. Thôi xong, tốc biến chạy thành công. Đó là Eve nhanh chóng bật khu tốc biến của mình để thoát đi. Nhưng Baron đã có cho đối phương mất luôn chiêu cuối của Fury nữa. Đường trên lính là đợt lính cực kỳ khủng khiếp. Đức đang hướng lên đường trên. Người lên đường trên phòng ngự chắc chắn mất trụ thứ hai đường giữa. Khả năng mất luôn trụ thứ hai đường dưới nếu Rek'Sai của Watt di chuyển xuống. Đang muốn tấn công ở cả ba đường đây. Với đợt lính này, nhưng mà Đức chơi an toàn. Đức không, đồng đội của anh ta không kéo được người xuống đường dưới. Anh ta chưa thấy được ai cả. Đây, đợt lính này nếu mà được vào tới trụ, thậm chí Đức có thể bỏ qua QV luôn, đánh trụ. Mà đồng đội của ta đang ăn rồng. Đồng đội của ta đang ăn rồng. 15 giây nữa rồng ra. Thì đầu tiên là Đức cứ ở đường trên đi, anh ta còn cái dịch chuyển mà. Rồi hay là đứng về nhà lấy giày vệ quân. Có mắt, có đủ mắt để tầm nhìn để biết đối phương lên đường trên hay không. Bây giờ đó, đồng đội ta xuống đường dưới. Cassiopeia có an toàn, cái đại lính ở đường giữa kéo máu trụ hai. Ăn rồng. Bây giờ mà ra rồng là rất ghê, bởi vì hãy nhìn số mắt, mắt màu đỏ. Đi người nào là thấy người đó có tung. If không dám ra, if có, phải có sự hỗ trợ của Red. Nhưng mà hai người này ra không thì đối phương có chiêu cuối phiêu. Chỉ cần giữ chân lại được thì chắc chắn nằm xuống. Cắm con mắt ra cũng không biết giờ rồng. Đối phương đã lùi về hết rồi. Thì con rồng tiếp theo, rồng 4 nếu dành cho Najin, thì hoàn toàn không có cơ sở cho Samsung Galaxy. Najin đã trở lại với trận đấu này bằng 3 bùa lợi rồng liên tiếp. À không, 2 chứ. Hai liên tiếp. Có con rồng 1 đầu tiên. Con rồng 1 là con rồng cũng khá là chí đến từ bên phía của Najin với một pha lén lút ăn rồng, trong khi mà mình không có nhiều lợi thế lắm. Bây giờ họ có rồng 3. Kết hợp với bùa lợi Baron vẫn còn khoảng chừng 50%, gần 50% thời gian. Họ đang đẩy, muốn đẩy ba cửa. Watch đang di chuyển lên khu vực đường trên. Anh ta có chiêu cuối, có thể kết hợp chung với lại cú dịch chuyển của Đức để có thể trở về tình huống giao tranh được. Họ đang đẩy cả ba đường. Họ vẫn muốn chơi an toàn một tí vì khả năng phòng ngự của Rao có. Họ chỉ nên đợi những con rồng. Đối phương không có giờ rồng 4. Họ đang muốn tận dụng từ từ ngưỡng sức mạnh như cái cách mà trận đấu trước. Đây nè, đây là tình huống bỏ mặt. Bỏ mặt đúng rồi, chính xác. Đánh thoải mái. Có giá tâm linh đó đó. Bật chiêu cuối chỉ sát thương từ trụ, chỉ mất chừng chưa tới 100 máu. Đánh thoải mái. Bây giờ lùi ra một tí. Anh ta hồi phục rất nhanh, anh ta vào, anh ta đánh bật W lên hồi phục lại. Nhưng đồng đội của anh ta là đường trên đang muốn tấn công trụ thứ 3 rồi. Đường trên, đường giữa thì có OQ. Lượng sát thương này sẽ giúp cho OQ bắn chừng 4 đến 5 phát trụ. Thì có khả năng chế địa luôn ở trụ. Xong trụ thứ hai đường dưới tiếp tục là cắm cho con mắt để đảm bảo sự an toàn. Lùi về một tí, có về vệ quân. Hai phát bắn ngọt ngào. Ôi trời, Thanh Trừng. Thanh Trừng tung ra, Eve đang là người ngăn chặn. Mất khoảng chừng 1/3 máu dính độc của Gon nữa. Án tử tung ra một con xe. À, có đá King cổ vật đó tung ra án tử cho đồng đội mình có tiền, mình cũng có tiền. Bây giờ vẫn bị ép ba cửa, nhưng bù lợi Baron may quá. Bù lợi Baron của Najin M5 không còn nhiều thời gian nữa. Một đợt lính này nữa thôi, nó hết rồi. Thì hết luôn rồi. Một chút xíu nữa, rồi hết. Samsung Galaxy có cơ hội phòng ngự. Không e kịp. QV chặn quá tốt. Bây giờ họ sẽ tạm lui ra một chút xíu. Bởi vì
lợi thế là có, nhưng hãy nhìn về trang bị thì cũng không chênh lệch lắm đâu. Bất kỳ một sai lầm nào của Najin em phải cũng sẽ khiến trận đấu này thuộc khỏi tầm tay họ lại ngay lập tức thôi. Đừng bao giờ đánh giá thấp cái lượng sát thương của Victor cả. Và thêm cả việc là Lucian mạng tấn công trụ rất là khó, tầm chỉ 500, bước vào bắn trụ, cái ra cần quét trúng một cái sẽ nguy hiểm cho bạn. Bây giờ tôi nghĩ rằng Najin đang muốn chờ rồng ra, bởi vì họ muốn có một tình huống mà đút dịch chuyển được ra phía sau đội hình của Samsung để đe dọa Crow. Crow chỉ có một cú trường trọng lực để chặn phía trước pha giao tranh mà thôi. Còn nếu như bị cả phía trước lẫn phía sau, đặc biệt là đút từ phía sau, không, hồi nãy là một tình huống như vậy, anh ta không có trường trọng lực để chặn phía sau, đút tiếp cận một cái là sẽ ép, một là ép hết máu của Crow, hai là ép Crow ra khỏi giao tranh. Anh ta lên tất cả là sát thương, nên nếu cái chuyện phía sau thậm chí là dùng chiêu cuối băng thẳng vào hoảng sợ được Crow, được e ngược về chiêu cuối thiêu đốt chắc chắn là nằm xuống. Không có kháng phép, không có máu, không có giáp, không có bất cứ cái gì cả, chỉ toàn là sức mạnh thuật mà thôi. Giúp cho anh ta khả năng soi số lính tốt, khả năng điểm mục tiêu tốt, nhưng đồng nghĩa với việc là anh ta cũng rất nguy hiểm. Phải luôn luôn để tay chữ D để thoát khỏi chiêu cua của đúc. Nhưng nếu không đủ tỉnh táo, không đủ tầm nhìn, bạn bất ngờ dính chiêu cua của Hagerim, nó tương đối khó để bạn có thể phản xạ ngay lập tức được. Sao Najin có đủ thời gian để họ thật kiên nhẫn, họ đã thua quá nhiều, bây giờ họ vượt lên trở lại, họ có 3 rồng, họ đã ăn được đó 2 baron rồi. Bây giờ chỉ việc đợi baron thứ 3 ra, họ có thời gian, họ cứ kiểm soát khu vực hai baron, đối phương mà ra, có khả năng giết điểm đối phương ngay tức. Đợi rồng 4 cũng được vì đối phương không có giờ rồng. Đợi rồng 5 cũng được, bây giờ trận đấu về cuối, Lucian nếu bắn tốt, cái nội tại sử dụng liên tục thì vẫn có khả năng gây được sát thương giết điểm một tiên ngay tức. Vấn đề là người cầm nữa, Okio. Tôi đang thấy rằng anh ta đang chứng minh trận này anh ta là sự vượt trội, một sự khác biệt ở vị trí xạ thủ. Nếu như là ở một cặp đôi đối đầu xạ thủ khác, CV ở giai đoạn này chắc chắn sẽ lợi hơn so với Lucian. Cái chiêu cuối tổ chức những pha tiến lùi rất dễ dàng, rồi lượng sát thương gây ra trong giao tranh nó dễ hơn so với việc Lucian bạn phải có những thời điểm lướt lên một cách hợp lý. Nhưng mà Fury từ đầu trận dần tương đối mờ nhạt, rồi anh ta không quyết đoán, không có những pha tạo đột biến ở vị trí xạ thủ. Chúng ta không thấy có những tình huống mà Samsung tận dụng cái chiêu cuối Fury đã tổ chức, nhưng tình huống bất lẽ hoàn toàn không có, mà chỉ là họ ở vào thế bị động và tự nhiên phạm sai lầm trong những tình huống đó, thì họ đã để trận đấu này vụt khỏi tay. Bây giờ hey, con rồng và baron ra cùng một lúc, đây là một cái ván cờ khá là hay mà chúng ta đang chuẩn bị chờ xem. 1 phút 15 giây nữa, Nazi chắc chắn sẽ chuyển ra hàng baron rồi, có baron sẽ dễ dàng tấn công hơn. Giáp ga đã có đức. Trang bị tiếp theo người ta hướng tới là giáp thiên thần. Vừa nãy Samsung đi hết ra đường giữa vì họ thấy OQ đường trên, họ muốn đẩy mạnh lên. Nhưng hãy nhìn tầm nhìn của họ, có khu vực bùa xanh, không giải quyết được vấn đề gì cả. Họ nên kiểm soát khu vực hang baron sẽ tốt hơn. Họ muốn kiểm soát khu vực hang rồng khi đối phương di chuyển từ bùa xanh ra. Nhưng bây giờ 46 giây, 45 giây nữa bùa lợi baron sẽ ra. Có những con mắt được cắm, có những cái chòi non được phát hiện tầm nhìn. Hai con mắt ở bùa xanh của Samsung đó là hai con mắt mà đúc rất thích. Cái góc từ phía sau, đầu sau đó thọc vào khu vực baron là cái vị trí mà anh ta cực kỳ thích. Nếu như nhảy múa xung quanh baron mà để đứt dịch chuyển vào hai con mắt đó, mà khi đó bên phía Samsung đang tụ lại ở gần khu vực bùa xanh, là đảm bảo họ sẽ bị thọc từ hai hướng, một phía là đội hình của Najin, một phía là đứt từ phía sau. Thọc hai hướng như vậy là khốn. Cái rìu đen đang được các xạ thủ ACK tương đối là ưa chuộng. Okio bán đi cái khăn giải thuật, chấp nhận hơi mạo hiểm nếu bị Cuve đu vào để lên rìu đen. Đúng là bạn có thời gian hồi chiêu, bạn có lượng máu được gia tăng, nhưng không có trang bị phòng ngự, có hơi trang bị sát thương để có thể phòng ngự, là đó là cái đao thủy ngân, nhưng bạn không dùng. Đứng rình đúc đầu đúc không ở nhà để lấy giày vệ quân. Cuve đang lao lên cú quẹt e không trúng vào đúc, thác về thành công, đang bị khép góc để phòng ngự trụ thứ hai, nhưng vẫn có khả năng phòng ngự. Okio đang ăn cho mình bùa đỏ, đi vòng ra, thậm chí là muốn tấn công đối phương. Hơi nguy hiểm cho anh ta nếu đi địa hướng đó. Lính đường trên đang đẩy, mà lính đường dưới thì đẩy từ lính đường dưới thì sẽ đẩy ngược lại. Hai hướng khác nhau hoàn toàn. Najin liệu có muốn một mình kiểu như Okio đi ra ăn cho mình con baron, con rồng hay không? Bốn thành viên còn lại có thể đứng ở khu vực hai baron, thậm chí là Samsung Galaxy mới là người đứng ở khu vực hai baron trước, bị phát hiện tầm nhìn bởi Watch rồi, bắn vào phát hiện tầm nhìn của Watch. Họ phải cẩn thận bởi vì lúc này có khả năng là đẩy cả hai hướng. Đường trên đang đẩy vào, rồi đường giữa, đường trụ giữa 2. Cũng đã bị gon đẩy sát vào trụ hai. Ép baron. Samsung đánh baron. Đúc không ở trong nhà ra với giày vệ quân mà ta đang đứng ở khu vực này luôn. Trường trọng lực được đặt, bây giờ là không có trường trọng lực, baron còn khoảng chừng 1000 máu y bị tấn công.
Wash bị mất nửa cái máu đang phải lui ra. Baron đánh vào Wash, pha phản công. Và lúc này Gon đang bị tấn công nhưng đã có điểm hạ gục dành cho Gon. Crow đã nằm xuống, chiêu cuối của Đúc lao vào giữa thẳng đội hình Samsung. Và Red sẽ là người thứ 3, thứ 4 nằm xuống quét sạch cho Nazin EM5 và chiến thắng 2-0 dành cho họ. Đã có rồi, sự vui mừng của Gon thấy rất rõ. MVP của tao, MVP của tao. Và chắc chắn là ta sẽ có MVP trong trận đấu này, cộng với chiến thắng 2-0 cho Nazin EM5. Anh ta chiêu cuối chúng vào Crow. Fury thì ứng bên mạng bên kia bị giữ là chiêu cuối Peel, mặc dù bật cái lá chắn phép đó. Nhưng lượng sát thương khổng lồ nhất của Samsung Galaxy bị dứt điểm ngay lập tức. Crow nằm xuống mà không kịp u ớ gì cả, không kịp để lại bất cứ cái gì. Xong rồi, đồng đội của anh ta trong tuyệt vọng chống cự. Chiến thắng có phần nào đó nghẹt thở của Nazin khi họ bị kiểm soát trong khoảng 20 phút đầu. Đấy rồi, những kỹ năng cá nhân, những kinh nghiệm, những yếu tố bản lĩnh của Nazin EM5 đã giúp họ, đặc biệt là Gon ở đường giữa, anh ta làm nền cho OQ rất nhiều. 200 điểm MVP ngày hôm nay là một ngày thi đấu tuyệt vời của Gon. Chúng ta thấy rất rõ ràng sự hài lòng của ban lãnh đạo Nazin với màn trình diễn của Gon ngày hôm nay, một ngày thi đấu rất tuyệt vời của cá nhân anh ta. Và Nazin EM5 đem lại chiến thắng 2-0 liên tiếp ở tuần này. Họ sẽ vượt hẳn lên ở top 4 của bảng xếp hạng LCK, chắc chắn họ sẽ có mặt ở trong top 4 sau tuần thi đấu này. Và xin chúc mừng Nazin EM5 cũng như là chia buồn với Samsung Galaxy. Họ đã có 25 phút rất tốt trong trận đấu này, nhưng như vậy là chưa đủ. Và phần bình luận của Vietnam Esports TV LCK ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 15 giờ ngày mai, ngày thứ 7.